Thôi, cho mình xin. Mà bà cứ nói chuyện mai mối hoài á, tôi giận bà luôn á nha bà Phương. Trời ơi, Lê nghĩ sai ý tôi rồi. Tại ổng á, ổng nói ổng sợ người ta thấy ổng là người nước ngoài, nên là kê giá lên. Bây giờ ổng vô uống á, phải hỏi giá trước. Nhưng mà tôi cũng tởn rồi, không dám làm mai cho bà nữa đâu. Mệt bà quá. Ừ vậy đi, để tôi tự lo được rồi. Hey, một chàng đẹp trai hào hoa phong nhã, biết cảm thông chia sẻ, biết chiều chuộng hết lòng, vân vân và vân vân phải không? Ừ vậy đó. Xin thưa với cô nương, mẫu đàn ông đó đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi. Thời buổi này tìm đâu ra người đó cho bà hả? Vậy thì thôi, mình cũng chẳng cần đâu. Lê bớt quan tưởng về chàng bạch mã hoàng tử của mình đi. Có như vậy á, thì Lê mới nhìn những người đàn ông xung quanh mình bằng cặp mắt thiện cảm hơn được. Cảm ơn. Mình biết bản thân mình muốn gì và cần gì mà. Bye bà nha, bà mai mối. Trời ơi, không biết có phải mình quan tưởng thật không đây? Má nói đi, má tới đó làm gì? Má ơi, con thấy từ xưa tới giờ má cũng nhiều bạn nhiều bè lắm mà, đâu cần kết bạn thêm đâu má. Ừ thì nhiều, nhưng mà Ở trong cái tòa soạn đó đó, nó có một cái câu lạc bộ là tìm bạn bốn phương. Mà tìm bạn bốn phương là cái gì? Là tìm chồng tìm vợ được ha. Mà nội vô chồng tìm ai? Ông nội mà không biết được là ông ghen lòng ghen lộn lên luôn đúng đó. vậy mày. Bộ má tính tìm bạn cũ hả? Không phải, ta nói má tới đó đăng ký để mà. Trời ơi, con xin má. Má từng tuổi này rồi mà còn ham vui chi nữa. Má ơi, chuyện con Lê cả nhà lo còn chưa xong, má đừng làm rối thêm nữa được không? Bỏ tay chấm cơm cho bà nội luôn. Ta nói ổng phải, ta nói chuyện là vậy nè. Đâu có thằng trai nào đâu. Thiệt là tất cả cái thằng Như này nó quá đáng lắm. Con chào bà. Dạ chào cô. Dạ mời bà ngồi ạ. Dạ. Dạ thưa bà cần gì ạ? Tôi tìm trai. Ơ Dạ không, tôi tìm bạn trai cho cháu gái của tôi. dạ Năm nay nó 31 tuổi rồi mà chưa có chồng. vậy mà bà làm có hết cả hồn. Vậy cháu gái của bà yêu cầu bạn trai như thế nào ạ? À, nó thích đẹp trai, giàu có, ga lăng, mà phải có công việc làm ổn định nữa. Không phải làm dâu, mà cháu gái của tôi biết nó làm dâu không được đâu. Còn nữa, nó ghét những người nào nói nhiều lắm, cái người nào mà ít nói càng tốt. Không nói luôn được không bà? Không được, nó nói vậy là ăn câm mà. Không được, cháu gái tôi mà nó lấy chồng câm không được đâu. Là tại vì mỗi lần mới giận nhau mà nó gây lộn á, chửi nó bao nhiêu à, nó cũng ngồi nó nhăn răng mà nó cười hoài à. Trời ơi tức chết đi. Không Dạ con xin lỗi. được. Vậy bà có yêu cầu gì nữa không ạ? Còn cháu gái của tôi thì nó cao, cô đừng có kiếp thằng lùn ha. Ông bà mình thường nói cái câu á, đừng có vô nhà thằng lé mà đừng có ghé nhà thằng lùn. Nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng, bốn cái đó cô nhớ tránh cho tôi nha. Dạ. Dạ xong rồi đó bà. À. Bây giờ bà cho con xin lệ phí. Ồ. Chứ không phải lấy được chồng rồi cái cho có đầu heo à. Anh này á là kỹ sư cấp thoát nước, năm nay 40 tuổi, đã ly dị vợ rồi. Hiện á đang ở nhà trả góp. Còn thế này cũng được á. 40 tuổi lận hả? Dạ. Có thằng nào ngoài thằng ống cống thoát nước này không? Vậy thì anh này đi, còn thế này cũng được á. Nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn, lương thì 1 tháng 3 triệu, cuối năm còn có thêm tiền thưởng nữa. Trời ơi, cao quá ha. Cao cỡ tôi à, mà nhìn lùn là tôi không ưa. Ủa con thấy cũng tạm được mà.
hai thằng này hả? Bích cửa rồi. Con Lê mà thấy hai thằng này là loại ngay dòng giữ xe. Nghề nghiệp hay bề ngoài á, không có quan trọng, chủ yếu là ở tấm lòng, biết người ta có tốt hay không. Ông nói cũng phải, cái tấm lòng mới là quan trọng. Nhưng mà điều cái bề ngoài cũng phải coi cho được một chút. Mấy cái thằng này nó xấu quá mà. Trời má ơi, không có được đâu. Nhìn mặt là bắt hình dong liền hà. Bây giờ má nhìn chồng con đi, thấy chưa? Giống như chồng con nè. Tôi sao? Sao? Thì con sao nữa? Ơi, còn phải hỏi nữa. Cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, trung thực, đảm đang, sáng sủa, thông minh, dịu dàng cũng có luôn. Yêu thương vợ con, chăm sóc vợ con, nhìn vô là thấy một quân tử rồi hà. Tôi thấy mấy ứng cử viên em đưa ra không đạt tiêu chuẩn chút nào hết trơn. Giới thiệu cho ông Lê, nó không có chịu đâu. Mà ông chừng nó chửi vô mặt nữa. Má cũng thấy vậy đó. Mấy cái người này á, phải có thêm một điều kiện là phải biết chăm sóc gia đình và thương yêu trẻ con. Còn không có mấy cái điều kiện đó, con Lê chắc chắn không chịu đâu. Thưa quý vị, tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em là sự cụ thể hóa về văn kiện một thế giới phù hợp với trẻ thưa em. Thưa nội, con mới về. À. Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam. Ủa, cả nhà đi đâu hết rồi nội? Quyền lợi của trẻ em. Hội họp về trên phòng của thằng Khương á. Nội không được tham gia. Ủa, bộ nhà mình có chuyện gì hả nội? Nội có biết đâu. Ê, chà chà, bà dặn. Lê. Ai cũng chê. Riết rồi, biết chừng nào mới xuất chuồng được đây. Mấy người này á, em cũng chọn kỹ lắm rồi. Em thấy cũng được mà. Được gì mà được. Lương còn thấp hơn lương Lê Hồng Bật mà được cái gì. Trời, có còn hơn không có chồng hơn rồi giá. Mọi người quá đát lắm á. Nội thấy không, cả nhà hùa nhau đuổi con ra khỏi nhà. Nữ sanh ngoại tộc mà, con sẽ ra khỏi nhà cho mọi người vui lòng. Lê, nè, cả nhà xuống dưới cho tôi nói chuyện. Đi. Chú. Quá lắm mà. Thì ra cả nhà tập trung lên đó để mà bàn tính, tìm cách đuổi con nhỏ phải không? Không có phải vậy. Mà tại vì mà... Thôi, còn bà nữa. Bà phải biết mình là lớn rồi, sao lại hùa theo tụi nó chứ? Dạ thưa bà, thiệt tình cả nhà chỉ muốn giúp con Lê thôi, chứ đâu có ý gì đâu. Dạ phải đó bà, tụi con thương nó không hết, chỉ muốn nó có một tấm chồng như người ta thôi. Nội thấy chưa, cả nhà viện lý do là con không có chồng để đuổi con ra khỏi nhà. Nhất là chị Minh á, cứ nói này nói nọ. Trời đâu có đâu nội. Ý của con á, muốn nói là cô Lê ai cũng chê á, thì biết chừng nào mới lấy chồng được. Cả nhà đang nhờ Thúy tìm người làm mai cho em, chưa kịp giới thiệu thì... Cảm ơn. Chẳng qua là mọi người muốn tôi ra khỏi nhà sớm để khỏi bị quấy rầy phải không? Có tốt lành gì đâu. Dạ em không có đâu. Em chỉ muốn giúp chị thôi mà. Đúng là làm ơn mắt quán. Biết vậy để cho mày ế luôn cho rồi. Nói động tới là nhảy đồng đồng. Đó nội thấy chưa, con có biết đâu. Trời ơi con, có gì đâu mà con. Con làm như mọi người ở đây cố ý muốn hại con vậy. Có ông bà nội, có ba má, mà con không biết nể mặt ai hết. Lê à. Thôi kệ nó đi bà. Làm gì mà không nghe điện thoại gì cả. Không biết có chuyện gì không nữa. Ông, chiều giờ ông có điện thoại cho chồng Thúy không? Tôi có gọi cho thằng Thế, nhưng mà nó nói cái gì tôi nghe không rõ. Chắc là bên nhà đó lại có chuyện lục đục gì rồi. Tôi lo cho ông Thúy quá ông à. Hay là ngày mai mình qua thăm vợ chồng nó đi ông. Con gái mới gả qua cho nhà thông gia, mà mình cứ đi qua đi lại hoài, người ta tưởng là mình qua thăm chừng đó nghe. Ai nghĩ gì kệ người ta. Mình chỉ có đứa con gái thôi, bỏ lơ nó tôi không yên tâm đâu ông ơi. Thôi vậy cũng được. Để ngày mai tôi mua ít quà, mang qua biếu cho ông bà cụ. Vậy là mình có lý do rồi. Đúng đó ông.
Chồng mai của bà nha. Mà Lê, Lê, thôi mà Lê. Thôi thôi thôi, thôi mà Lê, chị xin em mà Lê. Từ từ nói. Cái gì vậy, từ từ, có chuyện gì từ từ nói. Coi như là lỗi của chị, chị xin lỗi em được chưa Lê? Chị ơi, mai mốt em không có dám thầy lai nữa đâu. Chị đừng có giận nữa nha chị Lê. Nè, mọi người đã xin lỗi con rồi, mày chưa vừa lòng hay sao? Má cứ kệ con đi. Có đứa con gái mà ế chồng trong nhà này á, má mất mặt lắm. Ăn nói gì hả? Thôi 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 thôi. Ờ thì coi như má cũng xin lỗi, được chưa? Thôi bây giờ mày không thương má cũng được đi, mày phải thương ông bà nội chứ. Mày đi vậy rồi ông bà nội nhớ mày rồi sinh bệnh làm sao? Sao rồi? Chị làm dữ lắm, nhưng mà nghe má năn nỉ cũng siêu siêu rồi. Làm mạo thôi em ơi. Giờ biết đi đâu giờ, đúng không? Chị nói á, ai chị cũng có thể bỏ qua được, nhưng mà chị giận nhất là chị á. Chị mà nói nghe không được, chị nhất định không chịu ở lại kìa. Không ở lại thôi. Đi còn mừng nữa. Thôi chị ơi, vì gia đình một chút xíu, chị chịu thiệt chút xíu có sao đâu. Bây giờ chị vô xin lỗi chị một tiếng, có mất mát gì đâu nè. Xin lỗi hả? Không rảnh. Nghĩ lại á, cũng thấy tội nghiệp chị. Khi không cả nhà xúm lại được gả chồng cho chị, để chị đi cho lẹ. Không có ai hỏi ý kiến hay là tôn trọng chị gì hết trơn á. Bởi vậy tuổi thân là phải rồi. Mà trong chuyện này á, em cũng có một phần lỗi. Cũng đều là phụ nữ với nhau, ai cũng mong có được một gia đình. Vậy mà chị lại không có được phần phước đó. Thôi được rồi, xin lỗi là được phải không? Ừ. Ừ, vô đi chị. Ừ. Em làm ơn đi, đừng có thay lai nữa. Một khi mà bà Lê bà nổi cơn á, thì hậu quả ghê gớm lắm. Em không nghe người ta nói ở đời có bốn cái ngu hay sao? Anh này thiệt tình á. Còn một câu nữa sao anh không nói luôn đi? Anh đó không biết thương chị mình gì hết à? Anh có thương nhưng mà... Nhưng mà gì? Em cũng sợ lắm chứ bộ. Nên lần này á, em hỏi ý kiến anh trước nè. Ông này cũng được lắm. Không biết là hỏi ý chị có được không anh? Thôi nha, anh đã nói chấm dứt rồi mà. Em đừng có giới thiệu nữa. Anh đang bận việc, chiều về nói chuyện tiếp nha. Đúng là 1001 chuyện đàn bà. Kỳ vậy ta? Ông chờ ai vậy? Tự nhiên hôm nay cái đuôi của tôi giống như là ai chặt đứt vậy đó. Ông không biết chuyện gì sao? Cô lau công hồn như nhí nhảnh của ông sáng nay bị sếp sa thải rồi. Thoát nạn rồi. Nhờ tôi đó. Không có tôi truyền thêm mấy con virus á, thì dễ gì diệt được cái đuôi của ông. Còn không biết đãi tôi một chầu nữa. Yên tâm, một chầu á chứ 10 chầu tôi cũng ok. Vậy là từ nay được tự do rồi. Đi chưa tôi mời. Đi. Sao ảnh ok không? Chẳng những không ok mà còn bị la một trận te tua nữa. Sao thua sớm vậy? Thua keo này á, mình phải bài keo khác chứ. À, hả? Mà mình hỏi thiệt nha, Diễm quen mấy ông đó ở đâu vậy? Nhìn kinh dị quá à. Thiệt kinh dị, mới hợp với chị chồng của Thúy. Chứ đẹp trai nhà giàu, mình vớt hết rồi còn đâu nữa. Vậy là hàng dẹp của Diễm, nên Diễm mới nhường lại cho chị chồng mình đó hả? Không phải. Ý mình là, tóm lại là gì nè. Mình chọn những người hợp với độ tuổi của chị chồng Thúy. Người ta kêu, nồi nào úp vô nấy mà. Hưng. Hưng. Dạ. Đợi ba gì? Ba đi đâu? Bữa nay con tới hội bonsai tới khuya mới về lận. Sao? Đi tới khuya mới về hả? Càng khuya càng tốt. Chứ ở nhà gặp mặt con Lê, nó rên rỉ, nó khóc lóc, nó kể lể hoài, ba thiệt chịu không nổi con ơi. Lần này ba câu cá không mồi,
dính hoài à. Bởi vì má mày cứ cằn nhằn cử nhữ hoài, bực mình quá đi. Con cũng có hơn gì ba đâu. Sao? Sáng ra gặp mặt con Lê, nó cứ nhìn. À, không nói. Không nói. Rồi nhìn, cũng không nói nữa. Vậy hả? Con thấy ngột ngạt quá, con mới đi. Nhưng mà tao nói mày nghe, mới hồi sáng này đó, nó khóc lóc kể lể, nó nói thôi không biết bao nhiêu chuyện. Đó, mà nó nói chưa hết, nó còn hẹn với ba, chờ ba về trưa nay rồi nó kể tiếp. Trời ơi, quậy quá. Thôi, mẹ đi ơi. Đi, thôi đi 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 đi. Minh. Khỏe rồi. Ủa, mình tỉnh rồi hả? Thấy thương quá à. Bác sĩ ơi, bác sĩ khám kỹ giùm em coi. Lỡ coi có bệnh nào ở đây á, sẵn em chữa trị luôn bác sĩ. Hôm nay anh đã xuất viện được rồi đó. Bác sĩ ơi, bác sĩ khám kỹ đi. Lỡ coi sót bệnh nào làm sao? Dạ, bác sĩ làm ơn khám kỹ đi, đừng để sót bệnh nào. Hai người yên tâm đi. Bác sĩ ơi, hay là bác sĩ cho em một cái bệnh gì đó đi bác sĩ. Trời khùng quá, tự nhiên muốn chuốc bệnh vô người à. Em ở nhà. Em quên. Bác sĩ ơi, làm ơn cho ảnh cái bệnh gì đi, bệnh năng y càng tốt nha bác sĩ. Em bộ em muốn anh chết để đi lấy chồng khác hả? Dạ không. Hai người lạ thiệt, lần đầu tiên tôi mới gặp. Người ta chỉ muốn mau khỏi bệnh để xuất viện, còn anh với chị thì muốn ở lại, lạ thật. Dạ không, bác sĩ hiểu lầm ý vợ chồng em rồi. Ý chồng em muốn là ở lại thêm vài ngày cho khỏe hẳn rồi mới xin về mà. Dạ đúng rồi đó bác sĩ. Hú hồn, xém nữa là bị đuổi ra khỏi bệnh viện rồi. Nhưng mà khi nào anh mới chịu đi về? Chờ ở nhà bớt căng thẳng rồi mình hãy về. Anh ở đây thì em cũng ở đây, mình khỏi về nhà gặp cô Lê. Ây dạ, ở bệnh viện nhức cái đầu. Tưởng bà lá xác về. Kêu thì dày đại đi, kêu người ta chạy đi vòng vòng, vừa tốn xăng mà vừa hít bụi nữa, nó muốn chết luôn vậy. Ông hay quá ha, ông có gan đi gặp cô em của ông không? Trời, gặp ở trước ở sau lưng cô đó bù lu loa, nhức óc. Nếu như mà Thái Thượng Hoàng không cấm hen, biết tay tôi. Bà hay quá ha, tôi lại bà luôn á, bà nhịn giùm tôi một chút đi. Ông nội nói vậy để cho cả nhà yên ổn thôi, miệng cứ chen chét hoài. Con tôi về. Đi con. Cô Tư đâu? Có cô Tư đâu? Sao nãy con nói là có cô Tư? Con tưởng tượng thôi mà. Trời ơi, mày giống chúng má của mày y chang luôn vậy đó. Hay ha, giỏi ghê vậy đó. Giống ông á? Giống bà, đẻ ra đâu một vuột. Sao con kỳ vậy con? Cái óc có một nhúm gì thôi mà biết tưởng tượng là sao vậy con? Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Không có gì sướng cho bằng từ giờ cái đuôi của mình không còn theo nữa. Tạm biệt chim én, không ngày gặp lại. Có phải không vậy? Anh Quân ơi, em bị đuổi việc rồi. Thân gái dặm trường không biết trôi dạt về đâu nữa. Cô trôi ở đâu thì là chuyện của cô. Tôi làm sao tôi biết được? Anh
Anh nỡ lòng nào đối xử lạnh lùng với em như vậy? Chỉ vì yêu anh nên em mới. Không có liên quan tới tôi nha. Cô từ đâu đến thì cô về đó ở đi. Ở đây không thích hợp cho cô đâu. Vậy nha, đừng làm phiền tôi nữa ha. Trời anh ơi, em không thể về quê với hai bàn tay trắng được. Em lỡ hứa với tụi bạn em là phải dắt chồng IT về. Mà bây giờ em xách chữ về và nó cười em thối mũi anh ơi. Trời chết em phải quá. Cô không vậy? Anh hả? Ơi, giúp em đi anh. Cho em một sao vé cô tự đi. Sao tự tin tí ớn vậy? Hả? Anh cứ coi như làm phước. Anh cưới giùm em đi. Em cũng đâu có đến nỗi tệ đâu. Tiền đứa này đủ nè. Cùng lại mẹ, con xin mẹ. Làm thế nào mà mới tha cho con? Mẹ muốn lấy chồng quái rồi hả? Không. Thôi nha. Đủ rồi nha. Không phiền nữa, đi về đi. Bây giờ anh từ chối tôi hả? Bây giờ tôi sẽ chết trước mặt anh cho anh thấy. Một, hai, chết. Ba, anh khác tôi hả? Anh không cãi tôi hả? À. Em đau quá anh ơi, em đau quá, em xỉu nè. Ừ. Nè. Nè. Đừng tưởng mà nằm ăn dạ ra là tôi xui lòng nha. Vậy. Vậy đi. Cô mà không ngồi dậy á, tôi bỏ cho cô nằm đây chết luôn á. Có vậy không? Đem lên bàn. Một. Hai. Ba. Nằm luôn đi. Nè. Nè. Chết rồi. Có khi nào mình nghĩ án mạng không ta? Là mức giá cao nhất kể từ năm 2008. Đưa remote đây coi. Ông vừa thôi, người ta đang coi mà. Các khoản chi phí đầu vào tăng cao. Không thèm dành với mày nữa. Thôi, tao đi học anh văn đây. Lê, con đi đâu vậy? Dạ, con đi học thêm. Học thêm gì giờ này? Dạo này cô thấy con điệu lắm đó nha. Đừng có bày trò á, rồi cặp bồ cặp bịch đi. Con đâu có đâu. Ừ, liệu hồn đó. Tôi mà bắt gặp được là chết à. Ý quên, bà cố kêu con đi mua mía, con đi nha. Ê, Ly, Ly, Ly. Ủa là sao? Bà cố ăn mía, còn nú không sao ăn mía? À, mày thấy tao khờ, mày lừa tao phải không con? Hãy đợi đấy, đợi đi con. Alo, chị Minh hả? Chị Lan ngủ chưa? Còn coi TV với phòng khách á. Vợ chồng tôi đói bụng từ nãy đến giờ mà chưa dám xuống nữa nè. Vậy hả? Cảm ơn chị nha. Sao rồi em? Lên được chưa? Chị đang ngồi coi TV. Giờ mà vô thế nào cũng đụng độ cho con. Đụng thì đụng, bà đâu có ăn thịt mình đâu mà mình sợ. Đi. Thôi đi anh. Giờ mà vô thế nào bà cũng kể lễ cho coi. Mà ông nội á, cấm tụi mình không được trả treo lại. Cứ ngồi đi chờ đi. Ngồi ngoài đây á, còn thanh thản hơn là vô trong đó không nói được lời nào. Còn tức hơn. Cứ như vậy hoài không phải là cách đâu. Chứ bây giờ em biết sao bây giờ? Bởi vậy người ta nói ở đời có bốn cái ngu. Tự nhiên bày đặt đi làm mai chi không biết. Ơn đâu không thấy, thấy quán không à. Bây giờ chỉ coi em như là kẻ thù vậy đó. Anh mới bị quan nè, đâu biết gì đâu, tự nhiên bị liên can. Khổ nhất là không được yêu vợ. Cứ như vậy hoài chắc bị điên luôn quá.
Anh có cách rồi. Cách gì vậy? Cô tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? Đang ở thiên đường hay là địa ngục vậy? Hả? Anh, có phải là anh thiệt không? Lẽ nào anh lại quyên sinh theo em luôn hả? Vậy là chúng ta sẽ như chim liền cánh, như cây liền cành phải không anh? Cô lảm nhảm vừa thôi được không? Thiên lôi đánh cô còn chưa chết, ở đó mà thiên đường với địa ngục. Tỉnh rồi á, mau đi lẹ lẹ giùm tôi cái coi. Đi. Ủa vậy em chưa chết hả? Chết cái gì? Đi ra. Đi ra khỏi nhà tôi, nhanh. Anh, em xin anh đó. Em xin. Tế. Tôi nói thiệt với cô, thấy giờ con người ta mà thấy ha, ai như cô, suốt ngày cứ ca cẩm hết chuyện này tới chuyện kia, chán ơi là chán nè. Còn anh thì sao? Bộ anh tuổi làm chồng vậy là hay lắm hả? Cô còn muốn gì nữa? Tôi làm việc tới tháng đưa lương đầy đủ. Anh nè, hai người muốn cãi nhau thì lên phòng mà cãi. Đây là nhà chung, đừng có làm ảnh hưởng tới người khác nghe chưa? Lên phòng đi, rồi biết tay tôi. Lên thì lên, ai sợ ai cho biết. Ừ, đi. Yêu thì yêu cho lắm, gây thì gây cho nhiều vô. Có chồng có vợ có người yêu chi cho khổ vậy. Hai con giáp không giống con nào á. Trời ơi, ưỡng ưỡng mẹo mẹo vậy, thấy bất ghét. Mời em. Gì vậy? Mời em nhảy với anh một bản nha. Cái đồ vô duyên, nhảy gì? Một muốn dở trò hả? Đừng có mơ. Em không thích nhảy à? Nè, nè, ông mà còn vậy nữa hả? Tôi má ơi, là anh... má ơi chuyện gì vậy? Nè, thì cái ông này nè, ông đòi nắm tay má để nhảy gì đó. Nè, má phải giữ cái câu tam tòng tư đức, con biết không? Bác ơi, con xin lỗi, má con không biết. À, không có gì cô, chào em. Nè, dạ. Tại sao mà con xin lỗi cha đó? Đáng lẽ cha phải xin lỗi má mới phải chứ. Má à, người ta chỉ tính mời má nhảy thôi, chứ có ý gì đâu. Má kỳ quá à. Phải rồi, tại tôi làm mất mặt cô đó phải không? Shit. Má. Anh yêu. Cô. Là em đây mà. Cô. Sao cô vào phòng tôi? Cô làm gì tôi rồi hả? Em quên nói với anh là em bị bệnh mộng du. Chắc nửa đêm em vô phòng anh mà em không có biết. Vậy là tụi mình đã. Đây. Tôi không có làm gì nha. Tôi vô tội đó. Không sao, anh có tội cũng không sao hết á. Em đủ mình. Anh Quân.
Sao anh trễ giờ rồi? Em cũng không biết sao nữa. Tiếp tục kế hoạch cũ. Anh đứng lại. Cái gì? Anh cởi cáo ra đi. Mới sáng sớm mà ăn mặc bệnh hoạn quá vậy. Bệnh hoạn cái gì? Tôi thích thì sao? Nếu mà cô cảm thấy tôi bệnh hoạn thì đừng có lấy tôi. Sao cãi hoài trời. Ai mà dám lấy chồng nữa. Anh đừng có nói gì nữa hết á. Tôi chán anh quá à. Tôi cũng chán cô lắm rồi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Vậy thì ly dị đi. Ừ, ly dị thì ly dị. Thì Ba má. Vậy thì ra hai đứa đang diễn tuồng đó hả? Dạ. Vậy mà má cứ sợ. Hai đứa mới cưới nhau thôi mà đã cơm không lành canh không ngọt đó. Đâu có đâu má. Tụi con thương nhau lắm. Tại vì tụi con hết cách rồi nên mới phải làm như vậy. Mất công á, chị thấy hai vợ chồng con hạnh phúc quá. Chị lại nghĩ đến thân mình hẩm hiu. Dạ. Vậy cũng phải. Rồi à, tụi con tính diễn tuồng này tới bao lâu? Tụi con cũng chưa biết nữa. Chắc tới khi nào chị lấy được chồng mới thôi quá. Trời đất ơi, người ta đóng phim dài tập còn có hồi kết thúc. Chứ ai như hai đứa, lỡ như chị con không có lấy được chồng á, rồi chẳng lẽ hai đứa phải diễn tới già hả? Thôi được rồi, để má lo cho. Ủa, má nào? Má có cách gì hả? Chỉ cần cho cô Lê lấy chồng là mọi việc sẽ được giải quyết thôi. Má ơi, vấn đề ở đây là chưa có ai chịu lấy chị hết. Hai đứa yên tâm đi, từ trước tới giờ má có duyên làm mai lắm. Má làm mai cho cặp nào là dính cặp đó ngay. Vậy hả má? Chị tâm sự tụi con nhà má hết. Hạnh phúc cả đời con trong cả nhà má hết đó. Yên tâm đi, hai đứa cứ tin ở má. Dạ. Dạ, tụi con xin phép ba má, tụi con đi làm. Dạ thưa ba má con đi. Dạ. Má đưa tụi con ra cửa nha. Dạ. Con đi nha má. Bà tính mày mối nói cho ai mà bà hứa mạnh miệng quá vậy? Thì tôi cũng đang suy nghĩ đây nè. Phải tìm người thích hợp chứ. Ừ. Vậy bà có chắc được không mà hứa với tụi nó? Thì hên xui. Trời. Quân, ông xem lại giùm tôi đi. Nếu ok rồi thì đưa cho sếp xem. Ông tự quyết định đi. Làm gì mà sáng giờ mặt ông nhăn như khỉ ngớt vậy hả? Tôi... Sao? Tôi bị ấy rồi. Bị ấy là sao? Thì là... Thì bị ấy đó. Trời ơi, ông nói rõ ràng đi. Hả? Trời ơi. Ba má với mọi người cứ ăn cơm đi. Hôm nay anh Lê đi công tác không có nhà. Yeah. Con. Vậy là tối nay con khỏi đi học thêm rồi. Không đi học thêm, cũng đừng dành tivi với em á. Làm gì tới lượt hai đứa. Để bà cố cây cái lương nè. Ủa. Tối nay má không đi tới câu lạc bộ với con hả? Bữa nay không có no nhà. Tôi coi cả lương xong rồi tôi ngủ cho sớm. Còn tôi á, lát ăn xong tôi đi tìm ông ba đánh cờ. Bà coi cả lương xong rồi á thì nhớ kêu tôi về. Hai vợ chồng mình ngủ sớm nha. Cuối cùng là cũng có được một ngày bình yên. Em. Hả?
Tối nay bà khỏi đi câu lạc bộ khiêu vũ nha. Tối nay vợ chồng mình ngủ sớm nha. Ông này dạ nên nết. Con chào cả nhà. Hả? Hôm nay con cố tình về sớm là để báo với gia đình một tin vui. Ngày mai là ngày sinh nhật của con. Con sẽ đưa bạn trai về để ra mắt với gia đình. Hả? Thì ra trước giờ gia đình chồng con bị lầm, chỉ có người yêu rồi. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Nhưng mà má lỡ hẹn với người ta rồi sao? Có hẹn với ai đâu. Hả? Má nói gì? Thì bí má nói là không có người này thì má làm mai cho người khác, có gì đâu. Dạ, vậy thôi nha má. Con cũng mong là chị lấy chồng sớm, vợ chồng con mới được yên thân. Dạ, để hôm nào rảnh vợ chồng tụi con sẽ về thăm ba má. Vậy nha, bye bye. Chà. Anh phải xuất viện thiệt sao? Thì hết bệnh rồi thì đi về thôi. Ở đây chi cho tốn tiền người ta. Nhưng mà sao anh thấy trong người anh nó cứ mệnh mệnh sao sao á. Nó đau từ bên trong đau ra vậy đó. Anh đau sao? Đau chỗ nào? Thì anh đau chỗ này nè. Rồi chỗ này nè. Rồi cả chỗ này nữa. Anh đau chỗ này nè. Anh đau chỗ này nè. Anh đau chỗ này nè. Còn chỗ này nữa nè. Nhiều chỗ ha. Thì để em kêu bác sĩ chích cho anh vài mũi là hết đau liền. Ê, cái gì? Thôi, anh khỏe rồi, anh hết bệnh rồi. Hết bệnh thì về. Chúng ta đi về. Thôi, để cái nạnh sách cho. Tôi đi về em. Ô má. Má làm gì vậy? Cho con phụ với. Làm gì bữa nay xuyên đột xuất vậy? Má nói như vậy chứ. Trời, má biết sao không? Con phải hăng hái như vậy á, để cho em Lê á, mà mau đi theo chồng. Ăn nói ý tứ một chút, nó nghe anh tự ái biết không? Chà, không biết Bạch Bảo hoàng tử của cô Lê á, sao ta? Đẹp hay xấu ha? Hoàng tử của người ta mà ở đó mà mơ mộng. Đẹp xấu gì cũng được, miễn con Lê nó bằng lòng là được rồi. Có đẹp ngang ngửa bằng chồng con không ta? Trời, thấy ghê không? Ba, ở nhà mà ba mặc bộ đồ này chi cho mệt vậy? Lần đầu gặp cháu rể, mình phải ăn mặc cho ra vẻ chứ. Vậy hả ba? Ừ. Vậy con cũng vô trong kiếm một bộ đồ vía mặc với ba chứ. Ừ, mau đi con. Ba vợ chứ bộ. Ừ, nhanh đi.
Anh có sao không vậy? Thôi cô ở nhà làm gì cô làm đi.